Đố cả nhà biết Ivy đang ở đâu nè Bữa nay hai vợ chồng mình cho Ivy đi spa mẹ và bé Spa này nằm ở số 44 Trần Phú, Tránh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương Lúc mới vào thì cô nhân viên cho Ivy học các loại hoa quả Thông qua các tấm thẻ và còn kể chuyện cho con nghe nữa Mặc dù là ở nhà hoa chưa từng làm như vậy Nhưng mà nhìn Ivy cũng có vẻ thích thú á Trong lúc Ivy được nghe kể chuyện thì cô khác sẽ bơm nước vô hồ Và cho muối biển vô nước tắm của bé Mình sẽ quay một vòng ở đây cho mọi người cùng tham khảo nha Tầng dưới là spa dành cho bé nên được trang trí bằng những hình ảnh khá là bắt mắt với rất là nhiều những màu sắc khác nhau. Phía trong này là phòng chờ, các mẹ có thể vô đây để cho bé bú hoặc là nếu đông bé tắm quá thì các mẹ có thể cho bé vô đây chơi để chờ đến lượt. Khi ngồi chờ thì ở đây người ta sẽ phục vụ nước và kẹo để cho mọi người ăn đỡ buồn. Trước khi xuống bơi thì bé sẽ được mát xa để làm ấm cơ thể. Ở nhà thì mình cũng thường xuyên mát xa cho Ivy nên là tới đây em nằm im để hưởng thụ luôn á. Ở đây người ta cũng bán đồ bơi cho em bé nên là sẵn tiện mình mua cho Ivy một bộ luôn. Đợt này chuyển mùa thời tiết nóng nực, IV bị nổi quá trời rôm sảy luôn đó mọi người. Trước khi cho bé xuống bơi thì cô nhân viên thả bé xuống từ từ để cho bé làm quen dần với nước. Lúc đầu Ivy còn sợ nhưng mà lúc sau em quen rồi đạp túi bụi luôn á mọi người. Bé bơi ở đây có một điểm đặc biệt là có nước bơm áp lực tạo cảm giác thư giãn và massage cho bé khi bơi. Sau khoảng 15 đến 20 phút bơi thì các cô cho bé lên gội đầu, vệ sinh và mặc đồ cho bé. Đây là một trải nghiệm khá là thú vị đối với Ivy cũng như là đối với vợ chồng mình. Bữa sau Cherry được nghỉ học nhất định mình sẽ cho con lên đây để trải nghiệm.